Để ghẹo hai ông bà coi. Đâu đâu đâu. Mày ơi, nghe tiếng chân rồi, không thấy nè. Mày ơi. Mất dạy. Mày ma ơi. Đâu rồi? Hai. Ủa mày gì lâu lắm rồi đi chứ. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình là Crystal Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với ông ngoại và bà ngoại ở chapter 2. Thì các bạn có yêu cầu mình là hãy chơi chapter 3 đi. Nhưng mà phải giải quyết xong cái 2 đã, tại vì mình chưa thắng cái này ha. Rồi, ok, let's go. Vào một buổi tối nọ, tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh giường của mình, tôi thấy bà ngoại bà tán như mỏ tôi. Hên á, bà làm gì tầm bậy là chết luôn. Đang ngủ bà quỳ qua bà bu chết luôn. Bà đưa tôi lên trên chiếc xe của bà, chiếc xe cũ kỹ của bà. Bà đưa tôi tới một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết. Một căn nhà khác. Đái quan ngày một, tôi tỉnh dậy không thấy bà đâu cả, không thấy ông đâu cả. Tôi đái lên giường. Cho bà với ông dọn thì mẹ luôn, dám bắt tôi vào đây. Bữa chơi là chưa có thắng, cho nên là hả, bắt buộc là phải quay lại đây chơi thắng cái đã. Chơi thắng cái rồi chúng ta sẽ chơi phần 3 nha các bạn. Thấy phần 3 mới ra rồi cũng rầm rộ quá, các bạn kêu chơi. Chơi em đi anh ơi. Ủa lộn, chơi phần 3 đi anh ơi. Chơi liền chứ. Cái này tôi chơi phiên bản trên Steam cho nên là hả, nó đẹp. Phần 3 chưa lên trên Steam, mới lên điện thoại à. Cái gì vậy? Hết hồn. Thôi bà xạo quần quá, bà thấy tôi hồi nào? Tôi có cho bà thấy rồi, bà thấy tôi hồi nào? Tự nhiên I see you. You nè, thấy đâu? Come on. Bà riết rồi bà. Bà lãng tai, bà điên khùng. Bà nói khùng nói điên. Thôi bà ra đây. Tôi là tôi không có sợ bà đâu. Lần này là tôi kinh nghiệm rồi. Sợ chứ, tai gieo chứ. Trời, bên đi ngang cái gió một bên tai luôn, bên to bên nhỏ luôn. Mày chắc con nghĩ mày mày. Ôi. Ủa này có phòng gì vậy? Gì vậy ta? Ồ, bấm E được luôn hả? Hi. How are you? You dài tới đầu gối. Dài tới đầu gối luôn. Ghê quá. Mới đứng trước mặt bà mà bà hỏi where are you? You are where? You where? Where are you? Trời, má còn để lại cái bẫy nữa chứ. Giận giỡn bà ra chụp đầu cái thấy mẹ. Ý, canh xăng. Yeah. Ôi, khoan. Bây giờ lụm canh xăng là ở vô bà gõ vô cái mặt tiền. Để bỏ cái miếng giấy này xuống nè. Ui. Trời má, tự nhiên có tiếng cười sau lưng. Để đây mà. Đây à. Bây giờ bạn không biết quan trọng nhất là gì không? Kiếm được cây sa beng. Cây sa beng là cái mà quan trọng nhất để chúng ta giúp chúng ta trốn thoát. Chắc mấy bức hình làm gì ai biết. Rồi.
sang. Ôi! Ôi! I see you, ôi! Không thấy. Sao ngoại lại đi xuống chậm như vậy? Không phải đi nhanh lên chứ? Má tán cái xoèn vô đầu cái tỉnh luôn. Hai. Đó giờ thì ông đi sớm hơn. Còn mẹ kia đi đúng lâu luôn. Đó giờ mới xuống. Hai vợ chồng chán quá rồi. Già nua rồi. Gần đất xa trời rồi. Mà nói đúng ha. Cười dữ. Cục thịt. Ôi. Cái kìm cắt. Có nhiều cách để thoát quá. Ủa sao bà không quẹo vô đây ta? Già rồi lú lẫn rồi. Não bắt đầu nằm dưới đất rồi. Không còn minh mẫn. Chị minh mẫn lắm. Chị ngoại à, chị minh mẫn lắm. Thông minh lắm. Trời cái tiếng gì? Mắt con đó con gì? À chắc là cho nó ăn giống như con nhện á. Con gì thấy ghê vậy trời. Con người đít lũ đít máu không. Mày chắc có nghĩ ui, mày ui, nó rung chuông là bà vô. Má tưởng cái cây vô đầu rồi. Con kia nó khó chịu nha. Cười bà nội mày. Bà ngoại cười bà nội mày. Ỉa lại đồng bảy nữa. Khó chịu. Thôi ăn đi mày. Ăn đi. Coi gì. Oh yeah. Trời ơi. Có cây xà beng là hãy vô rồi các bạn ơi. Vô. Trời ơi, cây xà beng á là cái cây mà phải nói là mọi cái cửa đường nào thì phải có cái cây xà beng này. Ui. Gì đâu căng thẳng chứ. Cho quái vật của bà ăn rồi. Cho ăn giùm nha. Đá ỉa tự dọn nha. Cho ăn giùm. Có gì? Web bình kỳ. Rồi thấy mẹ bà với tôi ha. Đi chưa ta? Chắc đi rồi. Có hai ảnh chỉ ngoại luôn. Lên lấy cái súng mới được. Tôi mà cầm sặc gung thì bà cũng biết rồi đấy. I see you. Thấy nào mà I see you. Sao quần già mà còn sâu quần. Ngoại đâu? Hey come on ngoại. Tôi thấy ông nè. Ngu. Đúng ra đi ẩn sau lưng tôi là hả? Tôi đâu có thấy. Ai ngờ I see you. Bắn mày bay dù luôn. Sách hướng dẫn lái máy bay trực thăng. Thôi, đây là sách hướng dẫn lái máy bay bà già đó các bạn. Hãy cẩn thận. Bà lừa các bạn thôi. Tay nắm cửa, cái đó là cửa chính. Chìa khóa. Oh yeah. Đủ đồ rồi. Đủ đồ đi trốn rồi.
dán được bức hình của ổng là mở được cái cửa này thôi hả? Cái gì? À, kiểu giống như là lụm súng bắn giải mã, giải mã. À, hay đấy, hấp dẫn đấy. Trời ơi, cái quân què dí dê. Cái thùng này mình chưa mở. Oh yeah. Chìa khóa xanh, chìa khóa xanh. Thoát khỏi nhà ông bà ngoại thôi. Thôi, cháu không muốn chơi với ông bà ngoại nữa. Chơi nhức đầu quá. Đánh vô đầu không à. Nhớ ông bà đi. Lợi bắn nè. Hey, hai ngoại, bơm điện ngoại. Tu déo luôn. Ngoại đâu ta? Ông ngoại đâu? Tôi mà gặp ông là tôi bơm. Ôi dương. Bài không mà hai mà già nhá. Bài nhua. Đủ đồ mà đúng không ta? À, xì bắt cô. Này giống như là để kích lửa để chạy chạy máy hay sao? Không. Kích điện. Tăng tăng. Ui, nghe tiếng chừng, cũng teo chứ. Bơm xăng chứ đi. Xăng bơm lâu. Nghe như tiếng đi tiểu vậy. Xăng bơm kỳ quá. Xăng tao đụng lỗ. Đây nè. Tao bà bắt được tôi. Tôi hỏi bạn câu luôn. Đố bà bắt được tôi luôn. I see you. See you again bà. Bye nha. Tôi đi đây. Ôi. Thấy mẹ. Các bạn like. Quên các bạn like. Trời. Má, ông ngoại hát nữa chứ. Bắt vô đầu. Hết hồn chứ. Trời. Gẹo hai ông bà coi. Dậy chưa ta? Hai. Đi nha. Ui. Đâu. Ngoài ơi. Nghe tiếng chân rồi, không thấy nè. Ngoài ơi. Mất dạy. Ngoài ma ơi. Đâu rồi? Hai. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. À đây rồi. Nè đi chậm quá đi. Bye nha. Bye hai vợ chồng. Bye. Rồi ông ngoại còn có cái răng nè. Mướn. Yes, thắng rồi. Các bạn ơi, ở phần 3 thì còn nhiều cái điều hấp dẫn lắm. Nhưng mà mình chưa hề chơi. Không biết là các bạn có muốn mình chơi phần 3 chơi bà ngoại, à không, chơi game bà ngoại ma hay không. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành nhé. Nhớ comment dưới cho mình biết.